hy vọng. Trung tâm đào tạo khu vực của Simeo tại Việt Nam đã phối hợp với trường đại học Tsukuba Nhật Bản đã tổ chức hội thảo chuyên đề về toán học cho hơn 140 giảng viên, chuyên viên và sinh viên ngành toán. Hội thảo do hai giáo sư tiến sĩ đại học Tsukuba Nhật Bản trình bày. Tại đây, các giáo sư đã giới thiệu về phương pháp công nghệ mới trong giảng dạy toán học như nghiên cứu bài giảng và thiết kế tài liệu bằng kỹ thuật số. Những vấn đề được thảo luận là những kinh nghiệm quý báu để giúp cho các giáo viên, sinh viên toán của Việt Nam hiểu hơn về cách thức giảng dạy, cải tiến bài học sao cho những bài học về toán trở nên thú vị và dễ hiểu, thu hút học sinh.